Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng của truyền hình Bình Phước. Rất nhiều thông tin hay hấp dẫn trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch cùng với những câu chuyện việc làm ý nghĩa sẽ có trong chương trình hôm nay. Vâng, thưa quý vị, tạo điều kiện thuận lợi về học tập, nghiên cứu để các tài năng trẻ là học sinh, sinh viên, đặc biệt là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc, có cơ hội phát huy năng lực, thực hiện các chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ, công chức, viên chức từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc là một số nội dung đáng chú ý trong kế hoạch về thu hút, trọng dụng người có tài năng trên địa bàn tỉnh, vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành trong giai đoạn 2025-2030 và định hướng đến năm 2050. Kế hoạch đặt ra mục tiêu đến năm 2025, Bình Phước sẽ cơ bản hoàn thành việc thể chế hóa, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, công chức, viên chức và thu hút trọng dụng người có tài năng. Thu hút người có tài năng vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh, khoảng 10% so với tổng số tuyển dụng mới. Đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050, tỉnh phấn đấu duy trì tỷ lệ người được thu hút vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh khoảng 20% so với tổng số các trường hợp tuyển dụng mới hàng năm. Phấn đấu đạt 100% người có tài năng tiếp tục ở lại làm việc sau 5 năm được thu hút trọng dụng. Tỷ lệ người có tài năng được đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ đạt khoảng 30% vào năm 2025. Đạt khoảng 60% vào năm 2030 để tiến tới đạt 100% vào năm 2050. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã hoàn thành xây dựng 100% các cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục và đã kết nối thành công với các cơ sở dữ liệu quốc gia. Trong đó, đối với cơ sở dữ liệu giáo dục mầm non, đã số hóa dữ liệu của gần 22.000 cơ sở giáo dục và nhóm trẻ độc lập, gần 500.000 hồ sơ giáo viên và hơn 5 triệu hồ sơ trẻ em. Đối với dữ liệu cơ sở giáo dục phổ thông, đã số hóa dữ liệu của hơn 26.000 cơ sở giáo dục, gần 800.000 hồ sơ giáo viên và hơn 18 triệu hồ sơ học sinh. Cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học cũng đã được hoàn thành với 470 cơ sở đào tạo đại học, trên 25.000 chương trình đào tạo, trên 100.000 hồ sơ cán bộ, gần 3 triệu hồ sơ người học. Như vậy, tính đến nay, việc xây dựng cơ sở dữ liệu ngành giáo dục của hơn 26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước đã được hoàn thành. Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh hiện là nơi tập huấn của hai tay vợt đã xuất sắc giành vé dự Olympic Paris là Nguyễn Thùy Linh và Lê Đức Phát. Hiện cả hai tay vợt này đang tập luyện tích cực trước khi lên đường tranh tài tại Thế vận hội theo giáo án huấn luyện của chuyên gia người Indonesia. Đây là lần thứ tư cầu lông Việt Nam có tới hai vận động viên giành vé chính thức dự Olympic, trong đó Nguyễn Thùy Linh lần thứ hai tham dự, còn Lê Đức Phát lần đầu tiên thi đấu tại đấu trường lớn nhất thế giới Olympic. Để vận động viên có thể đạt thể trạng và phong độ tốt nhất, Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh chú trọng đảm bảo điều kiện ăn nghỉ sinh hoạt, đảm bảo về chế độ dinh dưỡng và phục hồi khác một cách tốt nhất. Dự kiến vào ngày 17 tháng 7 tới đây, Thể thao Việt Nam sẽ chính thức xuất quân tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024. Hiện Việt Nam đã có 16 vận động viên giành vé chính thức tới Paris mùa hè năm nay, vượt chỉ tiêu đề ra. Theo Cục Thể dục Thể thao, mục tiêu đặt ra là có huy chương tại Olympic năm nay. Nằm cách trung tâm thành phố Lai Châu khoảng 8 km, quần thể hang động Pu Sam Cap được mệnh danh là Tây Bắc đệ nhất động với những dàn nhũ đá rủ xuống kỳ vĩ. Quần thể hang động Pu Sam Cap thuộc dãy Pu Sam Cap có độ cao khoảng 1.300 m đến 1.700 m so với mặt nước biển. Nơi đây có hơn 10 hang lớn nhỏ, trong đó có hai hang động lớn đã được đưa vào khai thác phục vụ du khách tham quan. Khám phá đó là Động Thiên Môn và Động Thiên Đường. Động Thiên Môn có vòm cửa lớn, trung tâm động là vòm hang cao rộng với diện tích lên tới 600 m², nền hang tương đối bằng phẳng, xen kẽ là những vũng nước. Bước vào Động Thiên Đường, dưới chân du khách là những đường cong uốn lượn như ruộng bậc thang. Càng đi sâu vào trong, du khách sẽ bắt gặp những dàn nhũ đá rủ xuống rất ấn tượng. Những hang động nơi đây chưa được khai thác du lịch nhiều nên còn khá hoang sơ. Thưa quý vị, cách đây 2 năm, đội cứu hộ giao thông của Hội Cựu chiến binh xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp được thành lập với mục đích hỗ trợ những trường hợp người dân đi đường không may gặp sự cố giao thông. Ban đầu thì đội chỉ có 7 thành viên, đến nay đã được 11 người. Cứ khoảng 19 giờ thứ tư và thứ bảy hàng tuần, các thành viên của đội cứu hộ giao thông của Hội Cựu chiến binh xã Tân Hòa SOS này có mặt tại điểm tập kết. Người thì đem theo xăng, người đem theo ruột xe.
người thì kiểm tra dụng cụ, đồ nghề để sẵn sàng cho một chuyến đi hỗ trợ giao thông về đêm. Khi đổ xăng, khi là mình giá xe, nó có khi những lúc mà xe gặp sự cố hư quá thì như là mình cũng thay mua ghi, cái nào làm được thì mình hỗ trợ hết mình cho bà con. Em đi ruộng cũng như nửa đường hết xăng á, rồi nhờ mấy anh cũng như cứu hộ đổ xăng giùm em. Nếu giá cổ cũng như hai cây ngoài cũng mệt, nhờ mấy anh cũng như giúp đỡ đổ xăng, cảm ơn. Đội SOS sẽ rong ruổi trên những con đường vắng từ xã này qua các xã lân cận trong huyện Lai Vung. Cứ thế, hành trình này đã được thực hiện suốt 2 năm qua. Với trên 100 trường hợp bị sự cố như xe thủng ruột, hết xăng, chết máy được đội hỗ trợ. Trời mưa 1 giờ khuya cũng phải là chạy đi đang cho xăng, đang cho nó về. Nó có người là về tới dưới Bình Minh chứ. Là cũng phải mặc áo mưa chạy đi. Rồi có xe sửa, có một trường hợp là xe sửa không được, là anh em là lấy xe tải để chở cái người đó đó dưới xe luôn đưa về tới nhà. Với những việc làm ý nghĩa và thiết thực mang lại lợi ích cho cộng đồng, đầu năm 2024, đội cứu hộ giao thông của Hội Cựu chiến binh xã Tân Hòa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen. Cùng với những lời cảm ơn, những vẻ mặt vui mừng của người được trợ giúp, đây chính là động lực để đội tiếp tục hành trình giúp người đi đường trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, trong thời kỳ kinh tế thị trường phát triển như hiện nay thì một số nghề truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đang ngày càng mai một, trong đó có nghề chạm bạc truyền thống của đồng bào dân tộc Giao Không. Tuy nhiên thì ở xã Phang Xô Linh vẫn còn những hộ gia đình vẫn luôn quyết tâm giữ lửa cho nghề truyền thống này. Phóng sự trong tiểu mục Chuyện sáng nay của chương trình đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tại huyện Sìn Hồ, dân tộc Giao Khâu sinh sống tập trung ở các xã vùng cao. Khác với thực trạng một số nghề truyền thống không còn được người dân mặn mà, thì ở xã Phang Xô Linh, nơi có đông đồng bào Giao Khâu sinh sống, vẫn có những người nhiều năm nay quyết giữ lửa nghề chạm bạc truyền thống. Đó là gia đình ông Chẻo A Sử ở bản Tả Sử Trồ. Là người thợ chạm bạc khéo léo nhất nhì xã, ông Sử cho biết để làm ra một bộ sản phẩm đảm bảo cả về hình thức lẫn kiểu dáng, nguyên liệu phải là bạc trắng, bạc thỏi, nguyên chất, có độ tuổi, độ dẻo, độ bóng cao, nếu không đảm bảo bạc sẽ xỉn màu nhanh hay gãy khi sử dụng. Điều quan trọng nhất đó là người làm nghề phải có đôi tay khéo léo, kiên trì, nhẫn nại, có mắt thẩm mỹ, trí tưởng tượng phong phú, cải tiến sản phẩm nhưng vẫn gìn giữ nét truyền thống của dân tộc. Hồi xưa thì chỉ làm bằng tay thôi, còn bây giờ thì cũng cảm thấy làm tay nó rất chậm, cho nên mình cũng nghiên cứu để thêm máy móc để làm nó nhanh hơn cái tiến độ của mình, vừa đẹp vừa tinh xảo. Cũng theo ông Sử, nghề chạm bạc là nghề cha truyền con nối, thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau. Mặc dù bây giờ làm nghề chạm bạc không thể đáp ứng nhu cầu cuộc sống, nhưng ông vẫn quyết tâm giữ nghề và sẽ tiếp tục truyền lại cho đời sau. Nói chung là cũng gia đình cũng hiện tại thì cũng làm cái nghề chạm bạc này thì cũng trang sức này, dân tộc Giao này thì cũng hiện tại thì gia đình cũng hướng dẫn các con làm đang làm. Đấy, đang hướng dẫn các con làm. Thì nói chung là cũng hướng dẫn được một đứa con rể nữa làm cùng. Là bây giờ con rể cũng đi ra làm tự lập rồi. Em cũng được chuyển nghề từ bên bố vợ em. Em là con rể của bố Sử. Thì cái bố Sử đã truyền lại công việc nghề chạm bạc cho em. Thì đến hiện tại thì cũng được hơn 7 năm rồi. Đồ trang sức bằng bạc không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của người Giao Khâu. Đặc biệt, bạc là trang sức mà bất cứ cô gái nào cũng muốn sở hữu. Theo phong tục người Giao Khâu, các gia đình thường cất giữ bạc để sau này dùng vào việc cưới vợ, gả chồng cho con cái. Mỗi người con gái trước khi cưới sẽ được bố mẹ đẻ và nhà chồng tặng 1-2 bộ trang sức bạc tùy hoàn cảnh gia đình.
Hiện tại là trên địa bàn xã chúng tôi, nếu mà nói đúng ra là chúng tôi đang có đến 3 hộ là chạm bản là nghề thủ công. Trên cơ sở đó để phát triển và gìn giữ cái bản sắc văn hóa cũng như là cái phong tục tập quán của dân tộc Dao Khâu, thì là hiện tại trên địa bàn xã chúng tôi thì cũng biết được rằng là có 1 đến 2 hộ đang tiếp tục mà gìn giữ lại cái bản sắc văn hóa của mình và trực tiếp là phát triển cái nghề chạm bạc. Bảo tồn nghề chạm bạc truyền thống của dân tộc Dao Khâu không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc mà còn tạo điểm nhấn cho du lịch Sìn Hồ. Vì vậy, rất cần có sự đầu tư, sự quan tâm của các cấp, ngành để nghề chạm bạc của dân tộc Dao Khâu ở Phan Xô Linh ngày càng phát triển. Thưa quý vị, huyện Lộc Ninh là nơi giữ gìn, duy trì rất nhiều bộ môn thể dục thể thao truyền thống của dân tộc. Thời gian qua thì rất nhiều vận động viên của huyện cũng đã đạt thành tích cao ở các kỳ đại hội thể thao cấp tỉnh cũng như là cấp quốc gia. Và ngay để có được những nhân tố tích cực ấy thì một số câu lạc bộ thể thao ở huyện Lộc Ninh luôn có chiến lược thu hút các tài năng trẻ và thường xuyên huấn luyện các em, nhất là trong dịp hè. Ở câu lạc bộ An Na, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, cùng với các môn điền kinh, võ thuật, nhiều em nhỏ còn thường xuyên được hướng dẫn làm quen và luyện tập bộ môn đẩy gậy. Trước đây, đẩy gậy là trò chơi dân gian thường được tổ chức trong các lễ hội. Không chỉ dừng lại ở đó, đẩy gậy còn là môn thể thao được nhiều người ở nhiều độ tuổi tập luyện và đưa vào thi đấu chuyên nghiệp. Ngày nay, bộ môn thể thao truyền thống này đã phát triển rộng rãi và huyện Lộc Ninh đã có một số vận động viên đạt thành tích cao trong các cuộc thi cấp tỉnh và toàn quốc. Đẩy gậy khó nhất là tập luyện sức bền với lại sức chịu đựng. Là mình thường tập là tập với những anh vận động viên bên mình là hai anh Huy với anh Hiệp, là vận động viên đẩy gậy quốc gia, và cũng thường tập thêm những bài đẩy gậy, bài kỹ thuật như là đẩy lốp xe, và thường ngày là tập bò tay từ những bậc thang dưới bước lên. Võ cổ truyền là một bộ môn thể thao được tổ chức luyện tập rộng rãi trên địa bàn huyện Lộc Ninh. Ngoài điểm chính tại trung tâm văn hóa huyện, còn có rất nhiều câu lạc bộ võ cổ truyền được thành lập và mở rộng đến các xã để nhiều em nhỏ có môi trường tiếp xúc, tập luyện và phát triển tài năng. Hè này em tham gia 3 môn là tập võ thêm với lại đẩy gậy, bắn cung. Em tham gia thì cảm giác rất là vui với lại được rèn luyện thêm sức khỏe, cũng giảm stress sau những giờ mà em học hành căng thẳng. Quá trình tập luyện chúng tôi đề ra những cái chương trình tập luyện thích hợp với các em với mọi lứa tuổi. Bên khía cạnh đó thì còn tạo ra những sân chơi lành mạnh như các cái đợt giao lưu võ thuật của các câu lạc bộ với nhau trong địa bàn cũng như là ngoài huyện. Quân số thì nó sẽ dao động, hè lúc nào nó cũng đông hơn với trong với những tháng học bình thường. Trong các môn thể thao truyền thống của dân tộc không thể thiếu nghệ thuật múa lân sư rồng. Lộc Ninh cũng là nơi duy trì phát triển bộ môn này từ khá lâu với 2 câu lạc bộ múa lân sư rồng là Long Phi Đường và Nguyệt Anh Đường. Mỗi câu lạc bộ có khoảng hơn 50 thành viên, trong đó có rất nhiều em nhỏ tham gia tập luyện và biểu diễn. Để có nhân lực thường xuyên hoạt động, hè là thời điểm phù hợp để câu lạc bộ chiêu sinh thêm những tài năng múa lân sư rồng mới. Để chuẩn bị cho phong trào hè hàng năm, câu lạc bộ chúng tôi luôn có chuẩn bị, thứ nhất là đội ngũ huấn luyện viên để đáp ứng được yêu cầu của các bạn trẻ, và cái sân chơi mỗi ngày một phong phú thêm thì chúng tôi luôn có những lớp tham gia là tập huấn về cái chuyên môn và có nhiều dịp để mà cọ sát vô những cái giải đấu ở xung quanh tỉnh. Việc duy trì nhiều môn thể thao truyền thống ở huyện Lộc Ninh không chỉ tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho trẻ trong dịp hè mà còn giúp các em nhỏ có thể phát huy hết năng lực sở trường của mình. Đây cũng là môi trường lý tưởng để phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, từ đó định hướng đào tạo nguồn vận động viên trẻ chất lượng cho các giải đấu thể thao trong huyện cũng như của tỉnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cà phê sáng nay của truyền hình Bình Phước. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.